Yo 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 yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và chương trình của mình. Lại là mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Hôm nay chúng ta đã có cái sự kiện lớn nhất của phiên bản 4.6. Sắc màu lưu động Arataki rốc xuyên màn đêm. Khoảng tầm 9 giờ sáng khi mình vào game thì nó đã nhảy ra một cái trong túi đồ luôn. Đó là thư mời của Arataki, được nhét hẳn vào trong túi, không biết ai nhét vào. Sau khi đọc cái phần thư đó thì chúng ta sẽ được mời sang Inazuma. Và đến đây thì sẽ gặp Ito. Nhờ Ito thì mình mới biết là NPC mới này có tên là Sorak. Mình ước là trong mọi cái phần có tên NPC khó đọc thì Ito sẽ hiện ra và việt sắp cái tên cho mình. Trong cái đoạn hội thoại đầu tiên của quest này thì chúng ta có những cái cụm từ rất hay như là dốc thả bò này, rồi Nam Ayato, Bắc Ito và Sogun thả bò. Nói chung là đọc cái đoạn thoại này mình thấy thực sự vui và đội dịch thuật khá là mạnh. Trước khi sự kiện này bắt đầu thì nhiều người cũng có cái ý kiến là Ito xuất hiện nhiều quá, họ có vẻ như là cảm thấy hơi bội thực. Nhưng mà sau khi xem cái phần đối thoại này mình thấy là Ito xuất hiện nó vẫn có lý do của nó anh ạ, nó vẫn vui. Ngoài Ito ra thì còn có nhân vật như là Heizo và Shinobu nữa. Mình nghĩ rằng là có thể là đây là gợi ý cho banner của kỳ 2 chăng, những nhân vật 4 sao. Về phần mở đầu của cái sự kiện phiên bản 4.6 này thì mình thấy là nó diễn ra vẫn nhanh và thú vị. Sau đoạn đối thoại đó thì nó sẽ mở cho anh em cái giao diện của sự kiện lớn. Trong này thì có rất nhiều màn chơi. Về cái màn hợp tấu hết mình thì khi mình vào mình thấy nó có rất nhiều tùy chỉnh em ạ. Cảm giác như kiểu là những cái tùy chỉnh của nó sẽ có thể là bao gồm từ cả những cái phần sự kiện chơi nhạc trước đến giờ. Nó có thể chỉnh được cả cái phần nền rồi rất nhiều những cái phần tùy chỉnh khác mà sẽ mở trong những màn sau. Ok anh em. Sau khi trước khi chơi cái phần sự kiện lớn này thì mình lướt qua NPC thì mình thấy có một cái phần đó là trang trí sân khấu và chưa tương tác được. Thì mình tìm hiểu một lúc thì mình phát hiện ra là để trang trí sân khấu ấy thì anh em cần phải chơi những cái màn chơi khác thì mới có thể tham gia được. Về cái màn chơi nhạc thì nó cũng như mọi màn khác thôi. Cái này thì mình thấy rằng là cần phải có thời gian để luyện tập ấy thì anh em sẽ được điểm cao. Còn nếu như chơi để nhận thưởng thôi thì mình chỉ cần vào chơi một phát thôi là có thể nhận được rồi. Khoảng đâu đấy 3.000 điểm. Nói chung là cái này mình chơi cũng khá là dở. Nhưng mà mình chỉ quan tâm đến phần thưởng thôi, cho nên là mình sẽ lướt qua cái phần này. Về những cái phần chơi khác thì chúng ta có cái màn săn quái vật. Đây ví dụ như mình mở sách F1 lên và tìm cái con lính máy di tích này, giống hệt như là nó gợi ý thì nó sẽ chỉ sang bên Inazuma. Và đánh con này thì chắc chắn là sẽ được. Và để hỗ trợ cho cái màn chơi săn quái vật này thì quyển sách F1 nó đóng vai trò rất là quan trọng và dễ sử dụng cho mình thấy. Quyển sách F1 này thì anh em vẫn chê và mình vẫn chê đó là nó chỉ ít quái, nhưng mà với cái phần sự kiện này thì nó chỉ cần 2-3 con thôi thì quyển này nó thừa sức đáp ứng. Và đây chắc chắn là một cái cách rất hay để chơi phần sự kiện này. Tất nhiên là anh em có thể tự chủ động đi tìm quái nếu như anh em nhớ vị trí của nó và nhớ tuyến đường, như thế thì nó sẽ càng hay hơn. Cứ như vậy mình sử dụng cái sách F1 này đi tìm quái và hoàn thành cái màn đầu tiên. Những màn sau thì hình như mình nhớ là nó còn có hướng dẫn về cái phần chụp ảnh nữa, thì không biết là những ngày sau chụp ảnh thì sẽ có những điều gì thú vị hơn không. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Mình khá là thích cái phần đi săn quái vật này bởi vì nó giúp cho mình có thêm cái phần nguyên liệu. Thực sự là săn 1-2 con thì nó không bổ sung thêm quá nhiều nguyên liệu, nhưng mà bên cạnh đó thì nó có cái cảm giác chiến đấu và nói chung là khám phá thế giới, quay lại những địa điểm mà có lý do để quay lại. Phần chơi cuối cùng đó là cái phần giao lưu âm nhạc. Thì trong cái phần giới thiệu là đặc biệt ấy, mình xem mình cứ tưởng là phải dùng não nhiều lắm cơ, nhưng thực ra thì cái phần này chơi dễ lắm anh em, gần như là không não luôn cũng có thể chơi được. Phần này người chơi chỉ cần phải thêm nốt nhạc vào trong đoạn nhạc thì cái gợi ý của cái phần sự kiện này là đủ dùng. Nó phát cho anh em trước đoạn nhạc rồi anh em bấm vào đoạn nhạc, anh em có thể so sánh những cái nốt nhạc đó nghe có giống giống không. Cái này nó chỉ có vài nốt nhạc thôi, chỉ cần nghe một cái là có thể nhận được ngay. Nói chung là mình không nghĩ là anh em sẽ gặp khó khăn trong cái phần chơi sự kiện này. Theo mình thì cái phần sự kiện lớn này nó được bố trí khá đơn giản, thử thách giải trí vừa phải. Đây sẽ là một cái màn sự kiện mà mình nghĩ là người chơi sẽ thích. Mình thích là cái màn số 2 và cái màn số 3, còn cái màn đánh đàn thì mình nói chung là không thích lắm. Vậy cái màn chơi nào để lại ấn tượng với anh em và anh em thấy thế nào về phần sự kiện này hãy để lại bình luận nhé. Về cái số lượng nguyên thạch trong sự kiện lớn thì nó thông thường dao động từ khoảng 900 đến 1.000. Và cái sự kiện lớn lần này thì đâu đấy là khoảng 1.000 nguyên thạch theo thống kê từ một số trang. Để nhận thưởng Guru trong sự kiện này thì anh em cần phải chơi những cái màn chơi trong những ngày sau thì đủ điểm sẽ nhận được. Cái này thì anh em đã quen thuộc rồi. Sau khi hoàn thành những cái màn chơi trong ngày đầu tiên thì nó sẽ báo cho anh em là có thể mang cái đồ trang trí về. Nó báo là trang trí 2/6. Chỉ cần anh em chơi xong những cái màn chơi trước thì nó sẽ báo cho anh em là đã nhận đủ những cái đồ để mang về trang trí. Anh em không cần phải bấm vào cái hộp quà nếu như anh em muốn để lại để nhận daily cho những ngày sau. Có thể giao, chỉ cần bấm vào vị trí của Sorak thì anh em có thể nói chuyện với nhân vật này. Lúc đầu mình tưởng là cần phải bố trí xếp đặt sân khấu cơ, nhưng không phải. NPC sẽ tự động bố trí cho chúng ta. Ngày đầu tiên thì nó cho anh em nhận luôn một cái nhạc cụ. Nhạc cụ này thì khi đeo lên thì nhân vật của chúng ta say sưa thể hiện mà không cần phải bấm phím. Mình thấy rằng nó có cái góc quay camera khá là hay. Những cái nhạc cụ khác chắc là cũng làm được như vậy, nhưng mà
vì đây là cái nhà cũ mới nên là mình nghĩ rằng có thể anh em sẽ thích hơn. Như đã nói trong đoạn trước thì nếu như anh em lười làm daily ấy, thì anh em có thể để lại những cái phần hộp quà trong sự kiện này để bấm nhận trong những ngày sau, thì nó sẽ tính cho anh em vào phần daily để anh em không cần phải làm daily trong những ngày sau nữa, hoặc là bỏ qua những cái màn daily mà anh em cảm thấy không thích. Ok anh em, tới đây thì mình sẽ dừng cái video về sự kiện lớn nhất của phiên bản 4.6 ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Nếu anh em có vấn đề gì hay có thông tin gì về sự kiện này muốn chia sẻ thêm thì hãy để lại bình luận nha. Chúc anh em chơi sự kiện vui vẻ và có một ngày thật vui nhá. Bây giờ thì chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sau.